À, dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với địa điểm bán cây kiểng của chị Thi ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hết cô chú. Giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng, cây bonsai đế nơm, đế quái, đủ dáng đủ kiểu nha quý cô chú anh chị. Giá hôm nay mình giao lưu rất là sinh viên luôn nha, từ vài trăm ngàn cho tới 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu 2 ha cô chú ha. Rồi, cây bonsai đế đẹp, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị Thi ạ. Dạ liên hệ với chị Thi qua số điện thoại em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha quý cô chú. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu phô mai hôm nay của chị Nguyễn Thi luôn nha. Xin chào bà chủ ơi. Dạ Phương ơi. Dạ con chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay con có là về hai mấy phô mai vàng với một cây tứ quý. Con chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, tiền vô đầy túi, còn suy nghĩ ăn thang thịnh vượng ạ. Dạ. Con cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ con. Con cảm ơn rất là nhiều, mong cô chú anh chị ủng hộ con tiếp ạ. Dạ. Rồi mình vô đầu clip luôn chị ha. Mai này mai số 1 mai vàng. Dạ, phôi mai vàng đầu clip nha cô chú. Cây này có cốt cành đầy đủ luôn cô chú anh chị ha, đế đá đế nha quý cô chú. Có cây cành đều hết dày, mình ghép mau chơi nha quý cô chú anh chị. Đế cụm đế này luôn. Dạ. Mã này mã số 1. Dạ, rồi em xin lâu số nha. Dạ, vị trí này là 20. Dạ, 20 nha mấy cô chú. Cụm đế 89. Dạ, rồi. Dạ, chiều cao 55. Dạ. Dạ, đường kính màu 40. Dạ, mã số 1 này có giá là 1 triệu 2 ạ. Dạ, 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Cây nó già, cây nó nu nồng hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Mã số 2. Dạ. Phôi mai vàng mã số 2. Cây dáng trực có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Đấy con tháo thôi chú à. Dạ. Nó nu nần hết trơn hết với cô chú anh chị. Cây này đã đâm một sống khỏe rồi cô chú nha. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Dạ, vị trí này 25. Dạ. Dạ, chiều cao 53. Dạ rồi. Đường kính bầu 34. Dạ, mã số 2 này có giá là 700 ngàn ạ. Dạ, 700 nha quý cô chú chị, mã số 2. Tiếp theo là mã số 3. Dạ, số 3, cây dáng trực, đế đều luôn nha quý cô chú. Rồi, em xin đâu số nha. Dạ, vị trí này 21 ạ. Dạ. Dạ, cụm đế 93. Dạ, chiều cao 59. Dạ. Dạ, đường kính bầu 37. Dạ, mã số 3 này có giá là 800 ngàn ạ. Dạ, 800 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 4. Số 4, cây dáng trực phong cao nha mấy cô chú anh chị. Này xù hết cây luôn chú ơi. Dạ. Cục xù thôi. Rồi lấy sần xù nu nần hết trơn hết cô chú anh chị nha. Dạ. Xù. Đế nơm luôn nha cô chú. Dạ, em xin thông số nha bà chủ. Dạ, vị trí 21 ạ. Dạ, 21 hoành. Đế nơm 10. Dạ. Dạ, cụm đế là 80. Dạ, rồi. Dạ, chiều cao nó 102. Dạ. Đường kính bầu 39. Dạ, mã số 4 này có giá là 1 triệu đồng ạ. Dạ, 1 triệu chẵn luôn nha quý cô chú anh chị.
Dạ, tiếp theo mã số 5 phôi mai vàng luôn nha quý cô chú. Cây này có cốt cành luôn cô chú anh chị nha. Rất là già cây nha quý cô chú. Cái này sổ chân cái này luôn. Dạ. Đế khá đế luôn cô chú anh chị nha. Trời. Dạ, vị trí này 26 ạ. Dạ, 26 ạ. Đến 14. Dạ. Dạ, cụm đế 81. Dạ rồi. Dạ, chiều cao 71. Dạ. Dạ, đường kính bầu nó 42. Dạ, mã số 5 này có giá là 1.300.000 Dạ, 1.300.000 ha cô chú, phôi mai vàng mã số 5. Đây là mã số 6. Số 6. Một cây dáng trực đế khá là đều luôn nha cô chú anh chị. Mặt cắt kéo nhựa rất là mạnh luôn ha. Đế con khá cô chú ơi. Dạ. À, em xin thông số luôn nha. Dạ, vị trí này 23. Dạ rồi. Dạ, cụm đế 86. Dạ. Dạ, chiều cao 47. Dạ. Dạ, đường kính bầu 39. Mã số 6 này có giá là 1.000.000 đồng ạ. À. Dạ, 1.000.000 chẳng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này thì mình quánh cái đàn dụ nghe là ngon lành luôn nha cô chú nha. Em đổi luôn nha. Là mã số 7. Số 7, phôi mai vàng. Cây này dáng hơi siêu siêu nha cô chú. Đây, rất là già, cây nó lên nhanh me hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi, em xin thông số nha. Dạ, vị trí là 23 yếu đến 22 ạ. Dạ, 22 rồi. Dạ, cụm đế 63. Dạ rồi. Dạ, chiều cao 52. Dạ. Đường kính bầu 37. Mã số 7 có giá là 900 ngàn ạ. Dạ, 900 nha cô chú anh chị, phôi mai vàng mã số 7. Cô chú anh chị mình nâng ý phôi nào mình liên hệ với số điện thoại của chị Nguyễn Thi giúp em nha cô chú nha. Dạ, số 8. Cái này dán bonsai ha, quá quá nha cô chú. Cái này u nặng. Dạ. Rồi, em xin thông số nha. Dạ, vị trí này 20. Dạ rồi. Dạ, cụm đế là 65. Chiều cao 29. Dạ. Đường kính bầu 36. Dạ, mã số 8 có giá là 900 ngàn ạ. À. Dạ, 900 nha cô chú anh chị, mã số 8. Cái này là mã số 9. Số 9 cây trực lắc phong cao nha cô chú anh chị. Có cốt cành ở đây mình ghép mau chơi nha cô chú anh chị nha. Đế nhìn mình quá. Dạ. Rất là già cây nha cô chú. Dạ rồi. Dạ, vị trí là 24. Dạ. Đế nó 12. Cụm đế 49. Dạ rồi. Dạ, chiều cao nó 61. Dạ. Đường kính màu 34. Mã số 9 đó là 900 ngàn ạ. À. Dạ, 900 ngàn luôn hả cô chú anh chị, mã số 9. Mã số 10. Cây này nhỏ hơn mã số 10 quái hả cô chú anh chị. Mẹ hái chân nè, dạ. Mẹ hết nè. Nó lên da mẹ hết trơn cô chú anh chị, đế rất là đều luôn nha. Dạ rồi. Dạ, vị trí này 19 ạ. À. Dạ, 19. Đây là 19. Dạ, cụm đế là 70. Chiều cao nó 28. Dạ. Đường kính bầu 34. Dạ, mã số 10 nó có giá là 1.100.000 ạ. Dạ, 1.100.000 hay cô chú anh chị.
Cây nhỏ nhỏ nhưng mà rất là già như cô chú vậy ha. Cây mã 11. Dạ. Thôi mới vàng mã số 11. Cây này khá đế nha cô chú anh chị. Cầm dễ thương. Dạ. Dạ rồi. Rồi vị trí là 17. Dạ. Trên nơm 9. Cụm đế 66. Chiều cao 26. Dạ. Nên đây là 37. Dạ rồi. Đường kính bầu 33. Mã 11 có giá là 800 ngàn ạ. À. Dạ 800 phơi mây vàng mã số 11. Tiếp theo là mã 12. Một cây tàn mini nhỏ gọn dễ chơi nha cô chú anh chị. Cái này à, tàn đều hết cô chú thế nào về mình chỉ cần vô chậu là chăm mà chờ Tết nở bông thôi nha cô chú anh chị. Này à, đế cũng khá luôn cô chú. Dạ. Nhỏ nhỏ mà già cay lắm nha cô chú anh chị nha. Rồi em xin nâng số luôn à. Dạ, vị trí là 16. Dạ, 16 anh. Đi nơm 11. Dạ. Cụm đế 74. Dạ rồi. Từ đây nó 34. Dạ. Lên tàn thì nó 84. Được ra 84. Rồi đường kính bầu 30. Dạ, mã 12 cái giá là 900 ngàn ạ. À. Dạ, 900 ngàn nha cô chú anh chị. Một cây tàn nhỏ gọn ha, đế đẹp luôn nha cô chú. 13. Theo mã 13. Ôi mai vàng có cốt cành luôn nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình sưu tầm về ghép mai tàn là quá ok luôn hết cô chú ha. Đấy cũng khá luôn cô chú. Dạ. Dạ, vị trí là 25. Dạ. Dạ, đế nơm nó 11. Dạ rồi. Dạ, cụm đế 101. Dạ. 110. Dạ, chiều cao nó 92. Dạ. Dạ, đường kính bầu 48. Dạ rồi. Dạ, mã 13 có giá 1,5 triệu ạ. Dạ, 1,5 triệu là phôi mai vàng mã số 13 nha quý cô chú. Có chi cành đế đều luôn cô chú anh chị nha. 14. Phôi mai vàng mã số 14. Cây này rất là già cây luôn nha cô chú. Cái thân nó lên nu nần hết trơn cô chú anh chị. Xù đi bệt bệt luôn chú ạ. Dạ. Cây này đế sổ nơm cao nha cô chú anh chị. À, em xin thông số nha bà chủ. Dạ, vị trí là 23. Dạ. Đế nơm 13. Cụm đế 82. Dạ rồi. Dạ, chiều cao 60. Dạ. Dạ, đường kính bầu 39. Dạ, mã 14 có giá là 2 triệu đồng ạ. À. Dạ, 2 triệu chẳng luôn nha cô chú anh chị, mã số 14. Phôi mai vàng. Tiếp theo mã 15. Cây 15 là nhỏ gọn, dễ chơi, dễ ghép nha quý cô chú. Dạ, cây này cũng có đế khá luôn à. Rồi. Dạ, vị trí là 17 ạ. À. Dạ. Cụm đế nó 59. Dạ rồi. Dạ, chiều cao 33. Dạ. Đường kính bầu 27. Dạ, mã 15 này có giá là 350 ạ. À. Dạ, 350 thôi cô chú anh chị nha. Dạ. Theo mã 16. Dạ, phôi mây vàng luôn nha với cô chú anh chị.
Đế cũng khá. Dạ, đế cao, sổ cao luôn hết cho chú anh chị. Rồi. Chỗ này bị lửa một xíu mà không sao nha. Nó dạ. Nó chai à. Dạ rồi, để cho bông xuống nha. Vị trí này nó 20 à. Dạ 20. Đế nơ 12. Dạ cụm đế 82. Dạ rồi. Dạ chiều cao 44. Dạ. Đường kính bầu 35. Dạ mã 16 giá là 800 ngàn à. Dạ 800, mã số 16. Mã 17. Cây này có chi cành mà có đế đều luôn nha cô chú anh chị nha. Nhìn nó quái quái cây nha mấy cô chú. Cái này thì sống khỏe rồi cô chú anh chị mình yên tâm nha. Cái này xù rồi cô chú, xù nhóc. Dạ. Cái đế nó cộng lớn lớn không mà cô chú anh chị. Rồi. Dạ vị trí này 26 ạ. Dạ 26. Dạ cụm đế 104. Dạ rồi. Dạ chiều cao 87. Dạ đường kính bầu 52. Dạ mã 17 có giá là 2,4 triệu ạ. Dạ 2,4 triệu luôn nha cô chú anh chị. Cô chú mình ưng ý cái này thì mình liên hệ với số điện thoại của chị Thi. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề. Quý cô chú anh chị mình để ý giúp em nha. Rồi. Tiếp theo mã 18. 18. Cây này khá là có duyên nha quý cô chú anh chị. Cái đế nó lên da cóc hết trơn luôn cô chú nha. Nguyên bể này sủi cho dạ. Rồi. Vị trí này nó 22 ạ. Dạ. Đế nơ 10. Dạ rồi. Dạ cụm đế 62. Dạ chiều cao 38. Dạ. Đường kính màu 33. Dạ mã 18 có giá là 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu nữa mình sẽ dán bài được luôn hết cô chú anh chị. Rồi. Dạ mã 19. Dạ, số 19. Phôi mây vàng dán siêu luôn hết cô chú anh chị. Cái này có đế hết cô chú anh chị nha. Rồi. Dạ vị trí là 20. Dạ 20. Đế nơ 12. Dạ cụm đế 89. Dạ chiều cao 46. Dạ đường kính bầu 38. Dạ mã 19 có giá là 1 triệu đồng ạ. À. Dạ 1 triệu chẳng luôn nha cô chú anh chị. Mã số 19. Dạ. Tiếp theo mã 20. Dán trực hơi siêu siêu hết cô chú anh chị, có cành luôn nha. À, đế cũ luôn nha cô chú. Rồi em xin đông số nha. Dạ vị trí này 24 ạ. Dạ 24. Đế nơ 10. Cụm đế 60. Dạ chiều cao 53. Dạ. Đường kính màu 30. Dạ mã 20 này có giá là 700 ngàn ạ. À. Dạ 700 nha cô chú anh chị, phôi mây vàng số 20. 21. Tiếp theo mã 24. Cái này dán trực cái cô chú anh chị đế năm nha. À, cốt cành này lực hết cô chú. Dạ, mã 21 hả? Mã 21. Dạ. Ở đây nó lên mấy cái cục trứng tròn tròn luôn nè cô chú anh chị. Đó. Rồi em sẽ đăng số nha. Dạ ý chí là 23. Dạ. Cụm đế 89. Dạ rồi.
Dạ, chiều cao 75. Dạ. Dạ, đường kính màu 36. Dạ, mã 21 này có giá là 700 ngàn à. Dạ, 700, mã số 21, cây này nó dài, cây nó nu nần trên cây hết trơn đó cô chú. Rồi, mã 22. 22. Cây dáng trực lắc nha cô chú anh chị. À, dài cây lắm ha cô chú nha. Đế cũng có đế luôn à. Rồi, em xin thông số nha bà chủ. Dạ, ký là 21 ạ. Dạ, 21. Đế nơ 11. Dạ, cụm đế 96. Dạ, chiều cao 82. Dạ. Đường kính bầu 42. Dạ, mã 22 có giá là 1 triệu đồng ạ. À. Dạ, 1 triệu đồng có chú chị ha. Mã số 23. Tiếp theo là mã 23. Cây này trực lắc có cốt cành đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cốt cành của nó nu nồi lắm chứ cô chú nha. Đế cũng khá đều đúng không? Dạ. Rồi em xin số nha. Dạ, vị trí là 28 ạ. À. Dạ. Dạ, đế nơ nó 11. Cụm đế 92. Dạ, chiều cao 95. Đường kính màu 49. Dạ, mã 23 này có giá là 1 triệu 4 ạ. Dạ, 1 triệu 4 chấm ngàn. Cây này ở ngoài nhìn nó già dữ lắm, già luôn rồi cô chú anh chị nha. Có cốt cành sẵn, đế đẹp lắm thấy cô chú. Dạ, phôi mai vàng mã số 24 nha cô chú. Cái này có cốt cành đều tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Rồi, đế khá nha cô chú anh chị, đế quái quái nha. Mã này mã 24. Dạ. Dạ. Dạ, vị trí là 24. Dạ. Đế nơ 12. Cụm đế 70. Từ đây tới đây nó là 72. Dạ. Lên đây thì 104. Đường kính bầu nó 39. Mã 24 nghĩa là 1 triệu đồng ạ. À. Dạ. 1 triệu chẳng luôn ha cô chú anh chị. Rồi, mã 25 là phôi tứ quý lùng lực nha cô chú anh chị nha. Này bự quá kêu Phương quay giùm. Dạ. Đi vòng vòng giùm. Rồi, em xin thông số luôn đi ha chị ha. Rồi tổng trước đi. Dạ. Tổng đây là 63. Dạ rồi. Thân lớn là nó 33. Dạ, 33 nha cô chú. Thân nhỏ thì nó 26. Dạ rồi. Cái này lấy lực nha cô chú anh chị. Thân bên đây cũng 26 luôn. Dạ. Cụm đế hóa thước. Dạ. Chiều cao 44. Dạ rồi. Bên đây thì 68. Bên đây thì 49. Dạ. Đường kính bầu nó 70. Dạ. Thôi tứ quý lùng lực ha cô chú anh chị. Ba thân tam tài luôn nha. Mặt các kéo nhựa rất là mạnh. Mã 25 phôi tứ quý, mai tứ quý là con lại có giá là 5 triệu 2 à, con bao 200 km ạ. À. Dạ, 5 triệu 2 nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem hết phần đế giúp em nha. Dạ, 5 triệu 200 ngàn. Bao 200 km.
Quý cô chú anh chị, mình sưu tầm mai tới quý thì mình chọn cây này là ok hết cô chú. Mà 25 cũng là mở số cuối à. Dạ. Rồi, cô clip chào hết mình nha. À, cuối clip con chào cô chú anh chị gần xa, con chúc sức khỏe cô chú thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Con dạ. Cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ con cảm ơn rất là nhiều, mong cô chú anh chị ủng hộ con tiếp ạ. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.